Trời ơi. Ăn chắc gom. Chắc ấu lậu, chắc dây đậu nè các bạn. Cái ở dưới dưới sao nè các bạn coi không? Cái đó là để cậu mì rồi có làm cậu bao đậu với lúa rồi á, mà giờ anh cháu chắc chắc dây nè. Nên đó là chắc anh không thấy đường chạy luôn á. Không thấy đường chạy luôn. Nên đó là cái anh trước anh ngồi trên trên cái đống chắc anh điều khiển quá. Vui thiệt. Đó, chịu chơi không? Chơi chứ cũng thấy đường chạy nha các bạn, chứ không thấy nha. Mình canh bánh ngành trước á. Còn là bánh trước rồi, mình canh bánh trước vô cái đường chạy là ok nha. Đó. Dọc vô một lát nữa anh có chở nữa mình quay cho các bạn xem nha các bạn.